Xin chào mọi người trở lại với cả chuyên mục gameplay của Gang Studio. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với cả gameplay của Rion trong tay của người chơi CP này. Hiện tại thì Rion là một trong những vị tướng được đánh giá là vừa dễ chơi mà được rất nhiều những người chơi hàng đầu của AOC tin dùng. Và với khả năng gây sát thương phép cũng như lượng khống chế mạnh thì dường như là Rion nếu khi không bị cấm thì đều được các game thủ thi đấu chuyên nghiệp của chúng ta pick ở trong lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì để xem ván thi đấu này GB anh ta có được cầm cho mình con bà Rion hay không đây. Tadin được chọn rồi. Về lối chơi của Rion thì mọi người nên chơi theo hướng đó là dồn sát thương. Và đặc biệt đó là quan trọng nhất là những tình huống xả chiêu cuối này này trúng vào nhiều người. Bởi vì Rion là một vị tướng mà dường như là không có quá nhiều những kỹ năng chạy trốn cũng để đánh thả diều cả. Như vậy là hoàn toàn là một khi là đã lao lên là được ăn cả ngay phải không mà thôi. Game này bên phía đội xanh lại pick cho mình một đội hình mà thi đường hai xạ thủ rồi. Như vậy là Rion rồi, đặc biệt là khi mà Rion đi cùng với cả Serling nữa thì dường như là một bộ đôi quá hoàn hảo đi. Khi mà Rion với những kỹ năng định hướng của mình hoàn toàn có thể được tung một cách chính xác nhất vào thẳng đầu những vị tướng bên phía đối phương. Khi mà đã bị làm choáng bởi cái chiêu ra địa bê hoặc của Serling rồi. Về phép bổ trợ thì mọi người nên mang cho Rion đó là cái tốc biến. Một phép bổ trợ mà tất cả những người chơi Rion đều phải mang đi. Bởi vì nên nhớ rằng là Rion không về một kỹ năng nào đó giúp cho anh chàng là chạy trốn cả. Vì vậy bắt buộc phải mang tốc biến đi để chạy trốn cũng như là tình huống săn đuổi của đối phương. Về sải tay thì sải tay của Rion thì khá là ngắn. Nhưng mà bù lại thì cái lượng sát thương, cái lượng khống chế của anh chàng này thì giống như là một lượng khống chế được đánh giá là nhiều nhất của các vị tướng pháp sư D-Bit ở trong cái bộ môn AOG này rồi. Rion thì ra đầu trận đấu thì không phải là quá khỏe, dường như chỉ là đi hòa đường mà thôi. Nhưng nếu như để mà so về cuối trận cũng là về dạng giữa trận đấu thì dường như sẽ là một quái vật được thả ra. Khi mà những cái bộ kỹ năng được tung vào thì dường như là sẽ là hoàn toàn là một sát thương khổng lồ luôn. Về cái lối trang bị của Rion thì chúng ta nên lên theo hướng đó là sát thương pháp thuật, cùng với đó là khả năng phòng thủ cũng như là khả năng khống chế. Như là mọi người nên lên theo đó cái cho tàn, giày khai sáng, băng cầu. Trang bị tiếp theo sẽ là cái gậy đầu lâu để có thể tăng khả năng xuyên kháng phép. Tiếp theo thì nếu như mà bên phía đối phương có như kiểu Tadin hoặc là Yasuo này thì mọi người nên là thiên hướng đó là mang lên cái triệu phòng hộ, để khi mà giao tranh nếu như mà bị chiêu cuối của hai vị tướng này sồ vào người thì hoàn toàn có thể bấm cho mình một tình huống hóa vàng. Còn nếu như mà về cuối trận đấu, nếu như mọi người vẫn muốn lên theo thiên hướng đó là sát thương pháp thuật thì có thể lên thường đó là move tử thần. Một cái món trang bị mà dường như là tăng lên cho mọi người đó là 30% sát thương phép thuật. Còn ngoài ra thì có thể lên cho mình đó là cái giáp ngọc để tăng khả năng hút máu phép. Còn mình không khuyến khích mọi người lên cho mình đó cái phong linh làm gì cả. Bởi vì Rion thực sự thì lên cái phong linh nó cũng không có quá nhiều tác dụng. Bởi vì Rion cái bộ kỹ năng cũng như khả năng mana của con cứng này cũng khá là nhiều rồi. Và như vậy là trận đấu chính thức được bắt đầu rồi. GB đang có những tình huống di chuyển lên khu vực cái đường dọc sông này. Ra trận đầu thì mọi người nên là lên và cắm mắt khu vực sông để kiểm soát bản đồ. Bảng ngọc thì những vị tướng như những tướng pháp sư bình thường thôi. Rion sẽ lên từ đường đó là bảng ngọc và sát thương phép cũng như là giảm thời gian hồi chiêu. Ngoài ra thì có thể lên thêm một chút đó là kháng phép thì cũng được. Nhưng mà mình không có đi khuyến khích mọi người nên lên là full phép cũng giảm hồi chiêu đi, có vẻ như là ok hơn. Đây là lên cấp rừng rồi. Trong khi đó bây giờ thì nhiệm vụ của Rion đó để lính nhanh nhất có thể. Lối chơi của Rion thì mọi người nên là tập trung nhiều vào cái hiệu ứng lôi điện, hiệu ứng giật điện. Bởi vì là toàn bộ kỹ năng của cái con tướng này nó liên quan hiệu ứng giật điện khá là nhiều. Khi mà nếu như mà mọi người dùng cho mình chiêu thức đầu tiên đó là lôi kích thì khi mà có hiệu ứng giật điện trên người đối phương thì chắc chắn sẽ bị thương làm choáng rồi. Nếu như đó là lôi thiểm thì nó tăng 25% sát thương. Còn lôi bạo thì sẽ là nổ lây ra xung quanh. Đặc biệt là bao điện từ thì là một chiêu thức mà nó sẽ nảy sang những vị tướng xung quanh khá là nhiều. Vì vậy nếu như một tướng tung bao điện từ chuẩn xác vào khu vực đám đông thì sẽ là một lượng sát thương khổng lồ được dồn thẳng vào những vị tướng của đối phương. Những level đầu thì Rion đây, như GB di chuyển thì anh ta cứ đẩy lính xong là đi ram khu vực bản đồ thôi. Bởi vì Rion là một vị tướng có khả năng đẩy lính cũng khá là khỏe ở giai đoạn đầu trận đấu. Dường như chỉ đây, đây một bộ combo thôi là dừng đàn lính là đi hết rồi. Xong đàn lính là đi ram thôi. Đặc biệt là Rion là dùng để khắc chế những cái vị tướng mà mang thiên hướng đó là đẩy lính chậm, như kiểu là Teresa sẽ là khá là hoàn hảo.
Đặc biệt là nếu như mọi người mà căn được cái tình huống biến ảo Teresa mà dùng cái lôi thiểm vào đầu rất tốt đây. Một combo giật xét lôi kích lôi thiểm mà thôi. Nhưng bây giờ GB phải tốc biến đi và quan vũ của đồng 4 tới rồi. Bắt buộc phải lùi về. Đây, như mọi người thấy được rằng là nếu như mà combo mà không giết được đối phương thì dường như là con Rion này sẽ trở thành miếng mồi rất ngon cho đối phương khi mà không có khả năng hút máu phép hồi phục cũng như khả năng chạy trốn cả đây. Cứ dình mồi đây là VNC. Rất may chơi VC chạy được một tiếng lôi thiểm không chuẩn xác đến từ vị của CP. Nhưng dường như là người chơi Marco đang muốn chặn đầu rồi thì phải. Lượng mắt cắm ra là khá nhiều. Ngoài việc lên cho mình những món trang bị thì khi chơi chúng ta cũng nên lên cho mình những cái mắt tím và có những cái lọ hồi phục để có thể tăng khả năng tầm nhìn khả năng trụ được. Bởi vì nên nhớ rằng là Rion không có khả năng chạy, một khi bị ganh là chỉ có thể nằm xuống mà thôi. Cũng như là khả năng hồi phục của Rion khá là yếu ở cái đoạn đầu trận đấu này. Nếu như mọi người không lên thiên hướng đó là cái giáp ngọc thì dường như là Rion không hề có một chút khả năng nào đó là hồi phục cả. Cần phải đợi level 6 khi mà có đủ cho mình những cái bộ kỹ năng rồi thì đây sẽ là cái lúc mà Rion dường như là phát huy được 100% sức mạnh của mình. Đi đường với Tadin thì hay là những cái vị tướng như kiểu là Marco hoặc là Ziren thì dường như là Rion không có quá nhiều được cái sự lựa chọn để solo kill cả, khi mà đây là một vị tướng dường như chỉ là farm hòa dẫn đầu trận đấu mà thôi. Không quá nhiều được sự chọn đây. Bây giờ đi sang đây nào, chặn kiếm thì có vẻ như là tốt đấy. Ui, trẻ trâu bị nằm xuống luôn rồi. Một tình huống đi hơi lạc đến từ người chơi Sterling này. Đứng dình đây, combo là lôi thiểm lôi kích. Một tình huống lôi mở và sát thương được dồn ra là khá nhiều đấy. Bây giờ thì cứ một combo thôi thì dường như là sẽ cấu đi đâu đó khoảng tầm 2/3 máu của đối phương. Nếu như mà có thêm một tình huống báo điện tử nữa thì tôi nghĩ rằng là Rion sẽ trở thành một quái vật ở khu vực đường giữa này. Đang cố gắng nấp bụi, dường như là GB biết được rằng là có một cái gì đó đang đi xuống ở đây rồi thì phải. Cắm mắt tím ra, phát hiện được một con mắt đây. Lùi về mà thôi. 001 là Kada hiện tại rồi. Như đã nói là đầu trận đấu Rion không phải một vị tướng quá khỏe ở những cái phút đầu tiên này. Cần có cho mình những cái lượng sát thương level nhiều hơn. Cứ farm mà thôi. Đây, với chất tướng này thì dường như là GB anh ta hoàn toàn đã đẩy lính nhanh hơn so với cả người chơi Tadin này. Và khả năng đi ram sẽ đóng góp cho những người đồng đội sẽ là nhiều hơn. Và để xem là ui la vào ui lôi thiểm không thành công rồi. Tốc biến lên, báo điện tử chưa được ném ra có một trận tập kích rồi. Ném báo điện tử ra này này quá đẹp đi và một người phải nằm xuống, đó chính là Zin. Nhưng phán xét đến từ Tadin khiến cho bắt buộc phải nằm xuống mà thôi. Quá khó dành cho pha thi đấu vừa rồi. Đây rồi, hay quá rồi Tú Mơ ơi. Một pha giao tranh mà dường như là sử dụng đoạn trừng phạt kết hợp với đó là lá trang lý thành công. Mang về điểm vào gục nhưng bây giờ thì Tú Mơ cũng phải nằm xuống rồi. Double kill dành cho Lữ Bố. Đây, bây giờ là 1-1-1 rồi, như vậy là cái khả năng đi ram của GB vẫn đang là triển khai khá là tốt. Nếu như mà cứ đánh như thế này thì về dạng cuối trận đấu thôi thì dường như sẽ là một quái vật rồi, khi mà nên nhớ rằng là sát thương đến từ cái đài này mà có cho mình được cái mũ tử thần nữa thì hoàn toàn là sát thương khổng lồ mà thôi. Lôi thiểm không thành công nhưng nó khép góc được vào vị trí của Vũ MTB khiến cho là đối phương không thể nào mà tiếp cận được để có thể chúng ta phá đi cái mắt này. Vẫn đang đứng trong cái bụi này, khả năng kiểm soát bản đồ đến từ người chơi GB đang là khá tốt nha. Đây, bây giờ chỉ cần hai chiêu thức thôi. Lôi kích và lôi thiểm thì hoàn toàn là dọn đi toàn bộ cái lượng lính rồi. Đây, lao lên xem nào. Ui, làm choáng được không nào? Chưa làm choáng được ai cả, sát thương rồi và là quá nhiều rồi. Nhưng bây giờ thì chiêu thức đổ ra, dễ ít người có được cái mạng này. Ở trong việc trận thi đấu này thì đội hình của GB đang là sở hữu khá là nhiều những cái chiêu thức khống chế diện rộng, như là cái lá chắn công lý cũng như là giai điệu quy hoạch của Sterling. Bây giờ làm choáng được vị trí của Zia rồi. Báo điện tử được nổ ra chưa? Nổ ra rồi. GB có điểm chấm dứt vào thẳng vị trí của người chơi Tadin này. Đang dụ kèo VNC không biết được cái gì rằng nhờ dình dập anh ta trong bụi này. Lao lên, lá chắn công lý được bật lên và bây giờ VNC phải nằm xuống. Lượng mana hiện tại của GB không phải là quá nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng anh ta nên lui về đi. Hiện tại thì như là đã lên được cho tàn rồi thì phải. Món đồ tiếp theo sẽ là cái băng cầu để có thể gây lên một lượng khống chế về cái khả năng làm chậm cái lượng slow lớn vào thẳng đầu của đối phương, giúp cho là Rion hoàn toàn là tung những kỹ năng định hướng chuẩn xác hơn. Nên nhớ rằng là 2 trong 4 kỹ năng của Rion là kỹ năng định hướng. Và đặc biệt là cái điều quan trọng nhất của chơi Rion trong pha những pha combat đó là tung ba điện tử một cách chuẩn xác.
vào càng nhiều người đối phương càng tốt để có thể kích hoạt được cái hiệu ứng lôi điện trên người đối phương. Không, đó chính xác là đó là cái hiệu ứng, hiệu ứng giật sét thì phải. Ui, né được thập lửa rồi nhưng bị làm choáng rất tốt. Bây giờ thì GB bị tấn công rồi, phán quyết được mở ra sát tương từ nhiều nguồn và GB phải nằm xuống. Điểm hạ gục dường như được dành cho Lữ Bố rồi thì phải. Có thấy được rằng mà khi mà con Rayon này mà bị quay bởi các thành viên phía đối phương thì rất khó rồi. Băng cầu, đường lên băng cầu vẫn đang là hơi xa rồi. Bây giờ thì mình nghĩ rằng là Rayon trong tay của GB nên là lựa chọn lối chơi, đó chính là dọn lính xong sau đó đi ra một cách nhiệt tình và cẩn thận hơn. Chứ những tình huống thi đấu vừa rồi thì dường như là Rayon đang bị bắt bài khá là nhiều rồi thì phải. Ta đi đi xuống vực đường dưới, đi ram bắt được mạng của Sterling rồi. Nên nhớ rằng là đi đường với cả ta đi thì các bạn nên là phải đi nhanh hơn ta đi một bước nha. Bởi vì không cần phải đi ram quá nhiều, ta đi vẫn có thể hỗ trợ cho người đồng đội của mình bằng cái chiêu cuối phán quyết này. Trong khi đó với khả năng di chuyển chậm chạp cũng như là không có những tình huống băng qua địa hình thì Rayon hoàn toàn là phải những tình huống đẩy lính nhanh nhất có thể mà thôi. Đây rồi, lính đang được đẩy. Thế trận vẫn đang là cân bằng mà thôi, 7-9 đang thua một chút về số điểm hạ gục. Nhưng về lượng trụ thì bên phía đội xanh đang là nhỉnh hơn. Con dòng lửa này thì cũng đang rất là cần thiết đây. Và đặc biệt là khi mà đi mid thì mọi người nên là cô những người đi rừng của mình xin những con bùa xanh. Bởi vì bùa xanh thì không bao giờ là thừa những mid cả. Đây rồi, một tình huống giữ dòng rất tốt đến từ GB này. Là chiếc công lý được bật lên. Bây giờ lôi tiệm la vào, một điểm hạ gục được dành cho GB và người vừa nằm xuống đó chính là Marco. Trong khi đó một đường dưới này thì dường như là sơ. Còn bà Lily này có được một điểm hạ gục rồi thì phải. Để xem là Tadin anh ta có ra đếp hay không. Đấy, không có thì mình cứ đẩy trụ thôi. Đấy, cứ bắn vào trụ 50 máu này thì mưa dầm thấm lâu. Cái trụ này sẽ dần dần mất đi mà thôi. Tiếp tục là ra kiểm soát cái bùa xanh này. Nên nhớ rằng là nếu như mà đi những người chơi đi rừng mà họ không ăn bùa xanh thì chúng ta hoàn toàn có thể sang để ăn được cái bùa xanh này. Bởi vì nên nhớ rằng là lượng mana hồi phục lại đến từ bùa xanh nó là quá nhiều. Ngoài ra nó có thể đem chúng ta một cái lượng giảm thời gian hồi chiều hoàn toàn là rất cần thiết dành cho những người chơi đi mid, đặc biệt là những vị tướng pháp sư như kiểu là Rayon, Marco hay là Tadin nữa. Úi, Lữ Bố đứng rình à, rình trên mắt rồi. Thấy được Lữ Bố rồi, bây giờ thì lao lên thôi. Lữ Bố bắt buộc phải lùi về. Cái điều kiểm soát tầm nhìn đó là một trong những cái thứ mà rất quan trọng ở trong bộ môn AOG của chúng ta. Khi mà kiểm soát tầm nhìn thì hoàn toàn là mình có thể counter được vị lối di chuyển của đối phương. Để xem nào, có được dòng, có được bùa xanh rồi. Hiện tại thì lượng sát thương đến từ GB đang là khá nhiều. Ui, phán quyết mở ra sát thương vẫn là chưa là quá nhiều đâu. Nhưng mà trách được tầm nhìn và ngay lập tức thì VNC lui lại. VNC thì trong cái bảng xếp hạng này anh ta đang là một trong những người chơi xạ thủ tốt nhất rồi của AOG chúng ta. Và để xem là cái thi đấu này GB có hành được vị trí VNC không đây. Ép được VNC lui về. Đây rồi, khi mà chúng ta đẩy được vị tướng đối phương lui về sâu trong cái trụ 2 này thì mọi người nên là đi lên trên đẩy lính để vừa có thể farm nhanh hơn đối phương. Hoàn toàn là có thể có một tình huống đó là để cho lính tấn công vào trụ. Đây, trụ một đầu tiên khu vực đường trên đã bị lấy đi rồi. GB vẫn đang cho thấy được cái khả năng đi ram tốt như thế nào của mình. Và bây giờ thì lôi cái đồ làm chậm băng cầu được lên rồi. Tiếp theo chắc chắn đó sẽ là một cái gậy xuyên càng phép quỷ vương được ăn đến từ người chơi Zayt này. Và bây giờ để xem là ui, lôi tiệm lôi kích một combo mà tôi. Nửa cây máu lao vào là cho công lý được bật lên. Và bắt điện tử được xả ra. Sát tường rồi vào là quá nhiều. GB có một điểm hạ gục. Tốc biến lên đang đứng trên thảm lửa. Nhưng Vũ MTB không còn quá nhiều máu nữa rồi. Đứng sát thương khổng lồ. Cung ánh sáng chuẩn xác. Nếu như vừa rồi một tình huống cung ánh sáng nó chuẩn thì tôi nghĩ rằng là dường như là GB sẽ có một điểm hỗ trợ ở trong pha thi đấu vừa rồi. Đây, biết được rằng VNC ở trên để xem mắt không đây. Quyết định đẩy trụ. Nên nhớ rằng là cái sải tay ngắn này thì GB cần phải thi đấu cẩn thận hơn nha. Khi mà chỉ cần một tình huống làm choáng đến từ vị trí của người chơi Marco hay là Lữ Bố là vào mà thôi thì rất khó cho GB. Hay quá, vẫn thi đấu này thì những người đồng đội của GB đang thi đấu rất tốt. Bao điện từ này quá đẹp đi. Và dường như GB có thể được một điểm hỗ trợ nữa rồi. Nhà lính của bên phía đội đỏ đang chờ chọi. Và chúng ta thấy được rằng là với lối lên đồ như là khả năng giữ vị trí tốt như thế này thì Rayon dường như là bất khả chiến bại rồi. 4-2-6, 94 chỉ số lính ở phút thứ 11 này là một điều quá gì đó quá hoàn hảo đi. Đây,
xả sát thương và lôi tiềm chưa được tung ra, may cho Lữ Bố nha. Pha đấy rất là may đấy. Ui săn đuổi xảy ra quá đẹp đi. GB bây giờ đang đợi bán điện tử, 4 giây nữa có bán điện tử mà thôi. Có cái này 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 lao vào là rất khó luôn. Này này lao vào thì dừng là sát thương khổng lồ dồn vào rồi. Và có gì bán thi đấu này thì thế trận đang được dành cho đội đỏ rồi thì phải chém gió vào thi đấu này. Đội đỏ chính thức chiến thắng, một màn thể hiện xuất sắc dành cho người chơi Rion trong tay của GB. Và sau đây thì mình cũng xin kết thúc gameplay Rion này và hẹn gặp lại mọi người ở trong những gameplay tiếp theo của Gang Studio. Nếu như cảm thấy gameplay này có ích thì mọi người hãy like, share và để ủng hộ cho mình cũng như là đội ngũ của Gang để ra thêm những cái gameplay tiếp theo.